Huệ. Vận động viên mang áo số 9 Nguyễn Thị Ngọc Hòa. Vận động viên đang mang áo số 13 Nguyễn Linh Chi và 16 Đinh Thị Thúy. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam ông Nguyễn Quốc Vũ. Đó là pha ghi điểm của chủ công Đinh Thị Thúy. Việc chỉ phải gặp Suwon Hàn Quốc ở trận đấu bán kết 2 có thể thấy là với thực lực và màn trình diễn chất lượng ở vòng đấu bảng, Seven Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch của hôm nay. Dường như đã có tấm vé và chơi trận đấu chung kết. Họ đã rất nỗ lực trong mấy năm qua nhưng vẫn chưa làm được. Chắn bóng hơi chậm. Linh Chi vừa rồi nhảy lên chắn hơi chậm, vì vậy mà Maganan đã có được cơ hội để kết thúc trên tầm chắn đội tuyển Việt Nam. Đang từ sân đã bước một không tốt, đánh mất cơ hội tấn công của đội tuyển Việt Nam. Pha bay ngược cứu bóng rất hay của Linh Chi, nhưng cơ hội vẫn đang thuộc về Indonesia. Chỉ có một mình Ngọc Hoa bám chắn và không thể chắn được và kết thúc gọn gẽ ở quả đánh lao ngắn của đội trưởng bên phía Indonesia là số 17 Sukadi Winda. Trần Thanh Thúy. Cho bóng chơi tốt của Ngọc Hoa. Qua bóng vừa rồi thì Ngọc Hoa dứt điểm giống vai trò của một chủ công. Chỉ cũng chiến thuật mà thực hiện tình huống vào đà để kết thúc ở ngoài biên. 23-21. Tiếp tục là quả phát bóng của Linh Chi. Vẫn còn Đinh Thị Thúy. Đinh Thị đánh bóng bật tay chắn đội tuyển Indonesia ra ngoài và giúp đội tuyển Việt Nam giành phần thắng 25-21 trong set thứ nhất. Một trận đấu diễn ra không hề dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Indonesia mặc dù trong tình thế luôn phải dẫn đuổi tỷ số nhưng cũng đã tạo ra sức ép đáng kể với đội chủ nhà. Và đà nhưng không đập bóng mạnh và quan sát thấy ở sát ngoài biên một khoảng trống, Hoàng Thị Xuân đã khôn ngoan bỏ nhỏ. Và bây giờ khi mà có Hồng Đào trên sân thì liệu Thanh Thúy và Ngọc Hoa có cải thiện tốt hơn khả năng dứt điểm của mình hay không? Phá bóng vừa rồi dường như Thanh Thúy chơi, Đinh Thị Thúy phải di chuyển và phòng thủ ở một tư thế khó hơn. Hơi bị giật mình trong tình huống đỡ bước một. Phòng thủ tốt. Chuyền bóng quá khó. Bóng thứ hai thì Đinh Thị Thúy đã ra tay rất nhanh.
đường chuyền quá khó. Đúng là Thanh Thúy cần phải có tầm bóng cao thì vận động viên này mới có thể kết thúc được. Cùng với Ngọc Hòa, chơi tốt nhất của bóng truyền nữ Việt Nam hiện tại. Đó là lý do vì sao mà giờ này Kim Huệ vẫn đang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam, Kim Huệ là người tiếp đấu rất ổn định, cô nhiều lần ghi điểm. Đoàn Xuân ở một tư thế khó thì Đoàn Xuân rất khó có thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm sau vạch 3m, cú đánh là rất mạnh của Thanh Thúy. Ngọc Hoa lần này thì Mang Ca Nang đã không có bất cứ một khó khăn nào khi chỉ có một Trần Thanh Thúy. Những vận động viên có chiều cao tốt và hy vọng đây sẽ là một cầu mà đội tuyển Việt Nam có thể lên điểm. Thanh Thúy những chênh choạc vẫn đang có. Thanh Thúy đánh bóng tốt, một pha cú đánh và dứt điểm cuối cùng của số 17 vẫn là Winna. Winna ngày hôm nay rất xuất sắc với những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Phòng thủ tốt, chắn bóng tốt, hoan hô Ngọc Hoa. Những thời điểm khó khăn thì kinh nghiệm Ngọc Hoa vẫn đang phát huy tác dụng. Quá rộng ở góc đánh vừa rồi dành cho Nanita. Kim Huệ đánh bóng tốt. Trận mạc của Ngọc Hoa trước tiên cần phải có được một tình huống xử lý bước một ổn định đã. Hãy trao cơ hội cho Ngọc Hoa, không phải, đó là Đoàn Xuân. Thanh Thúy rất hay, hàng chắn của Indonesia đã bị đánh lừa, vẫn là Ngọc Hoa. Lỗi rồi, vẫn là bước một giành được phần thắng trước đội tuyển Việt Nam. Chủ tên Mang Ca Nang vẫn đang chơi rất sung sức. Thanh Thúy sau đó đã giơ tay xin lỗi vận động viên của Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã san bằng tỷ số 4-4. Bây giờ hàng trên đội tuyển Việt Nam đang có hai cầu thủ có chiều cao tốt có thể theo chắn được. 12-10, Indonesia dẫn trước. Đội Việt Nam đang cho thấy sự lúng túng ở khâu đỡ bước một. Có lẽ là phải xin tạm dừng hội ý.
thêm một điểm nữa. Vẫn còn. May là trong pha bóng một giờ đầu tiên của Việt Nam vẫn ghi được điểm. Dù của chúng ta chơi dưới sức mình. Dường như các cầu thủ bị ke tay nhưng không còn dám đánh mạnh. Điểm Việt Nam 16-22. Điểm Việt Nam 18-24. Cả bật rất cao của Mangana. Bóng bật nắp lưới và rơi xuống phần sân đội tuyển Việt Nam. Khi mà các mũi tấn công ở ngoài biên không còn có được sự sắc sảo thì giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam cần phải tập trung tối đa cho phân đấu bước 1 để các mũi phụ công có thể giúp đội tuyển Việt Nam vượt. Mangana bật rất cao, rất nhiều những pha bóng Mangana lấy đà từ xa và lấy đà ở góc đánh rất hẹp đánh và Trần Thanh Thúy. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng. Đập bóng ra ngoài, đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 7-6. Megawati và Mangana tiếp tục là những cầu thủ đầu tàu bên phía Indonesia và đang gây ra vô vàn những khó khăn cho các cầu thủ hàng chắn đội tuyển Việt Nam. Bản lĩnh và sức ép có quan trọng như thế nào với các cầu thủ trẻ của chúng ta. Ngọc Hoa chưa ghi được điểm. Vẫn còn. Không qua được chắn. Đây là một điểm số rất quan trọng. Chưa được. Điểm đi. Đội tuyển Việt Nam đã có điểm. Thanh Thúy thay vì đá bóng lại quyết định thực hiện pha đẩy bóng vào tay chắn các cầu thủ Indonesia và chỉ đã thành công 12-13. Công bộ tốt. Đá bóng mạnh đi. Chưa được. Tiếp tục là Thanh Thúy. Và 15-12. Như là phần thắng trong trận đấu này đã thuộc về các cầu thủ Indonesia. Họ đã lội ngược dòng thành công để vượt qua đội tuyển Việt Nam bằng chiến thắng chung cuộc 3-2. Một chiến thắng xứng đáng dành cho các cầu thủ Indonesia khi họ đã vượt qua khó khăn, đặc biệt là sau khi để thua hết trận đấu. Một pha cú đánh vẫn dứt điểm cuối cùng của số 17. Vẫn là Winna. Winna ngày hôm nay rất xuất sắc với những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Phòng thủ tốt, chắn bóng tốt, hoan hô Ngọc Hoa. Những thời điểm khó khăn thì kinh nghiệm Ngọc Hoa vẫn đang phát huy tác dụng. Quá rộng ở góc đánh vừa rồi dành cho Nanita. Kim Huệ đánh bóng tốt. Trận mạc của Ngọc Hoa.
Trước tiên cần phải có được một tình huống xử lý bước 1 ổn định đã. Hãy trao cơ hội cho Ngọc Hoa. Không phải, đó là Đoàn Xuân. Thanh Thúy rất hay. Hàng chắn của Indonesia đã bị đánh lừa, vẫn là Ngọc Hoa. Lỗi rồi, vẫn là bước 1 giành được phần thắng trước đội tuyển Việt Nam. Chủ tên Kim Huệ, vận động viên mang áo số 9 Nguyễn Thị Ngọc Hoa, vận động viên đang mang áo số 13 Nguyễn Linh Chi và 16 Đinh Thị Thúy. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam ông Nguyễn Quốc Vũ. Đó là pha ghi điểm của chủ công Đinh Thị Thúy. Việc chỉ phải gặp Suwon Hàn Quốc ở trận đấu bán kết 2 có thể thấy là với thực lực và màn trình diễn chất lượng ở vòng đấu bảng, Simon Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch của hôm nay. Dường như đã có tấm vé vào chơi trận đấu chung kết. Họ đã rất nỗ lực trong mấy năm qua nhưng vẫn chưa làm được. Chắn bóng hơi chậm. Linh Chi vừa rồi nhảy lên chắn hơi chậm, vì vậy mà Maganang đã có được cơ hội để kết thúc trên tầm chắn đội tuyển Việt Nam. Đoàn Thủy Sơn đã bước 1 không tốt, đánh mất cơ hội tấn công của đội tuyển Việt Nam. Pha bay ngược cứu bóng rất hay của Linh Chi. Và rất khôn ngoan của Đoàn Thủy Sơn. Và đà nhưng không đập bóng mạnh, và quan sát thấy ở sát ngoài biên một khoảng trống, Đoàn Thủy Sơn đã khôn ngoan bỏ nhỏ. Và bây giờ khi mà có Hồng Đào trên sân thì liệu Thanh Thúy và Ngọc Hoa có cải thiện tốt hơn khả năng dứt điểm của mình hay không? Một pha bóng vừa rồi dường như Thanh Thúy chơi, Đinh Thị Thúy phải di chuyển và phòng thủ ở một tư thế khó hơn. Hơi bị giật mình trong tình huống đỡ bước 1. Phòng thủ tốt. Chuyền bóng quá khó. Ở phát bóng thứ hai thì Đinh Thị Thúy đã ra tay rất nhanh. Chuyền quá khó. Đúng là Thanh Thúy cần phải có tầm bóng cao thì vận động viên này mới có thể kết thúc được. Nhưng cơ hội vẫn đang thuộc về Indonesia. Chỉ có một mình Ngọc Hoa bám chắn và không thể chắn được, và kết thúc gọn gẽ ở quả đánh lao ngắn của đội trưởng bên phía
Indonesia là số 17 Sukadi Winda. Trần Thanh Thúy. Quả bóng trời tốt của Ngọc Hoa. Trong quả bóng vừa rồi thì Ngọc Hoa dứt điểm giống vai trò của một chủ công, chứ cũng thế thật mà thực hiện tình huống vào đà để kết thúc ở ngoài biên. 23-21. Tiếp tục là quả phát bóng của Linh Chi. Vẫn còn Đinh Thị Thúy. Đinh Thị đánh bóng bắt tay chắn đội tuyển Indonesia ra ngoài và giúp đội tuyển Việt Nam giành phần thắng 25-21 trong set thứ nhất. Một trận đấu diễn ra không hề dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Indonesia mặc dù trong tình thế luôn phải dẫn đuổi tỷ số nhưng cũng đã tạo ra sức ép đáng kể với đội chủ nhà. Cùng với Ngọc Hoa chơi tốt nhất của bóng truyền nữ Việt Nam hiện tại, đó là lý do vì sao mà giờ này Kim Huệ vẫn đang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, Kim Huệ là người đấu rất ổn định, cô nhiều lần ghi điểm. Đoàn Xuân ở một tư thế khó thì Đoàn Xuân rất khó có thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm sau vạch 3m, cú đánh là rất mạnh của Thanh Thúy. Ngọc Hoa. Lần này thì Manganang đã không có bất cứ một khó khăn nào khi chỉ có một Trần Thanh Thúy. Những vận động viên có chiều cao tốt và hy vọng đây sẽ là một cầu mà đội tuyển Việt Nam có thể lên điểm. Thanh Thúy. Những chênh choạc vẫn đang có. Thanh Thúy đánh bóng tốt